Hello anh em, chào mừng trở lại với MGN Esport. Ngài là một danh xưng mỹ miều mà bất cứ tuyển thủ Liên minh Huyền Thoại nào cũng ước ao được phong tặng. Thế nhưng vì tính chất cao quý của chữ ngài mà quá trình tuyển chọn người đủ điều kiện phong tước ngài cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Bằng chứng là ở một giải đấu tưởng chừng sẽ có vô số ngài như VCS đến nay cũng chỉ lác đác vài ngài đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, ngài không tự sinh ra hay mất đi, thực chất ngài tồn tại bằng cách truyền từ nhóm người nước này sang nhóm người ở nước khác. Với lịch sử hào hùng và vị thế của khu vực Liên minh Huyền Thoại hàng đầu thế giới, LCK từng bị cho là nhàm chán khi chẳng có nổi một ngài nào để dẫn dắt giải đấu. Nhưng nay thời thế đã khác, VCS có một liên minh ngài vững mạnh thì xa xa tại LCK cũng tồn tại một hiệp hội ngài bá cháy không kém. Hôm nay, anh em hãy cùng MGN Esports tìm hiểu xem các ngài tại LCK là những ai. Trước khi bắt đầu, anh em đừng quên ấn nút subscribe cho MGN Esports nhé! Ngài Morgan. Nhắc đến LCK mà không nhắc đến ngài Morgan thì thực sự không phải đạo. Ngài không chỉ là lãnh tụ tối cao của hiệp hội ngài LCK mà còn được xem như vua của mọi loại ngài trên khắp thế giới. Về nguồn gốc của ngài Morgan thì có lẽ MGN không cần phải nói thêm nhiều nữa, vì khởi nguyên như một vị thánh tối cao như ngài chắc ai cũng từng nghe qua rồi. Nhưng để thực sự đạt tới mức danh tiếng tầm cỡ thiên hà như hiện nay, ngài Morgan đã phải trải qua rất nhiều thử thách gian nan. Lúc ban đầu, Morgan chỉ là một Morgan vô danh tiểu tốt chưa có chữ ngài trong tên, nhưng mỗi khi xuất hiện, chàng trai này lại tỏa ra một ánh hào quang khó diễn tả. Người đời ban đầu không quan tâm mấy, nhưng chứng kiến vầng sáng đó không bao giờ tắt, họ rồi cũng nhận ra thông điệp từ vũ trụ rằng Morgan là một thánh nhân được thượng giới cử xuống độ thế. Từ đó, mọi sự tôn trọng của các phàm nhân đều dành cho Morgan. Ngày Morgan trở về Hàn sau một thời gian thi đấu tại Trung Quốc, hầu như mọi đội tuyển hàng đầu cho đến lót đường đều xếp hàng ngay ngắn ở sân bay để cầu xin sự phục vụ của Morgan. Ngay cả ba ông lớn DK, T1 và Genji cũng sẵn sàng kích những người chơi đường trên của mình khi đó để nhường lại chỗ cho Morgan. Nhưng Morgan dù có là thánh thần thì cũng không thể làm hài lòng tất cả được. Vậy nên, vị thánh sống này đành phải từ chối tất cả để chọn gia nhập Hàng Qua Life Esports, một đội tuyển tầm trung nhưng được công ty bảo hiểm hàng đầu tài trợ. Morgan tin rằng đi lên đỉnh cao từ một đội bình thường sẽ mang lại sự cân bằng cho LCK và Liên minh Huyền Thoại. Vì nếu Morgan đầu quân cho những cái tên đã mạnh sẵn thì chẳng khác gì Riot phải trao cúp chung kết thế giới cho đội đó trong suốt 10 năm kế tiếp. Đồng thời, việc có Hàng Qua Life chống lưng cũng khiến cho Morgan yên tâm hơn về chiếc cuộc sống gánh đội của mình. Vì dù là thần thánh nhưng cơ thể vật lý của Morgan vẫn như người trần mắt thịt. Trong mùa áo Hàng Qua Life, Morgan đã cố tình chơi dưới sức mình để tạo điều kiện cho cuộc sống vàng Shovi tung hết mọi khả năng gánh team và vươn lên trở thành đường siêu sao hàng đầu thế giới. Nhưng khi Shovi cùng Dev có dấu hiệu quá tải, chính Morgan đích thân đứng ra và phô diễn đến một nửa sức mạnh của mình, vừa giúp hai ngôi sao này được nghỉ ngơi, vừa một tay đưa Hàng Qua Life đến chung kết thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Chứng kiến tấm lòng bao dung, vị tha khi chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân vì sự phát triển của những tài năng trẻ của Morgan, các phàm nhân đã không thể kiềm được nước mắt trong suốt 6 ngày 6 đêm. Đến buổi sáng ngày thứ 7, một người đã bất giác nói ra chữ ngài trong vô thức. Và từ đó, cái tên ngài Morgan Đại Thánh được khai sinh. Sau khi gánh Hàng Qua Life đến chung kết thế giới, ngài Morgan đã quyết định rời đội vì cảm thấy không còn sứ mệnh gì ở đây nữa. Sau đó, ngài đến diện kiến sư phụ của mình là ngài Sword tại một đội tuyển tầm trung khác có tên là Fredrik Bryan. Theo đúng phương châm gia nhập đội yếu và nâng tầm đội tuyển đó lên để duy trì sự cân bằng cho Liên minh Huyền Thoại. Vậy nên quyết định chọn Fredrik này của ngài Morgan là hoàn toàn hợp lý. Tại LCK mùa xuân năm nay trong màu áo Fredrik Bryan, ngài Morgan cùng các tín đồ đã thi đấu cực kỳ quả cảm dù từng có thời điểm bị mắc Covid đồng loạt. Riêng ngày Morgan khi không còn trách nhiệm phải nâng đỡ cho Shovi nữa thì liền tung hết sức mạnh ra để thống trị hoàn toàn khu vực đường trên. Tất cả đều trở thành nạn nhân dưới tay ngài, chỉ trừ hai ông cháu Zeus và Doran trốn thoát thành công vì ngài cố tình mắc Covid. Nạn nhân bị ngài Morgan vùi dập nặng nề nhất là Budon, người có vẻ sẽ trở thành truyền nhân của ngài. Trong trận cầu sinh tử cuối vòng bảng, nơi mà ai cũng nghĩ rằng Fredrik Bryan sẽ thua DK và phải chờ kết quả vòng cuối mới phân định được suất đánh playoff, thì ngài Morgan đã vùi dập Budon không thương tiếc và gánh cấp pro có lần đầu vào vòng playoff LCK. Nhưng vì nhìn thấy tiềm năng của Budon giống y hệt ngài ngày trước nên khi tái ngộ ở vòng trong, ngài Morgan đã để cho truyền nhân thắng 3-0, giữ vững tinh thần nâng đỡ thế hệ trẻ của ngài. Với những chiến tích lẫy lừng cùng tấm lòng cứu nhân độ thế đáng khâm phục, ngài Morgan quả thực xứng đáng với vị trí lãnh tụ của tất cả các ngài trên thế giới hiện tại. Ngài Budon, người truyền nhân sáng giá nhất của ngài Morgan mà MGN đã nhắc đến ở trên chính là ngài Budon. Khác với sư phụ của mình, ngài Budon mới chỉ có chưa đến một năm được gia nhập hiệp hội ngài, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại được ngài Budon tận dụng rất tốt để trở thành một trong những ngài mạnh nhất thế giới hiện tại. Lần đầu tiên ngài Budon xuất hiện trước công chúng là vào giai đoạn LCK mùa hè năm ngoái. Khi đó, Budon được đăng ký với tư cách đường trên dự bị cho một thành viên khác của hiệp hội ngài LCK là ngài Rasko. Vì chỉ là phương án dự trữ nên ngài Budon rất hiếm khi được ra sân thi đấu, nhưng mỗi trận được tung vào thay cho ngài Rasko đang trong trạng thái chúa hể là mỗi lần ngài Budon chứng minh tay của ngài rất to, ngược hoàn toàn với độ tuổi còn non. Với tiềm năng sáng giá này, ngài Budon sẽ được dự đoán sẽ là tương lai của Genji nói riêng và tương lai của đường trên LCK nói chung. Tại chung kết thế giới năm ngoái,
Phong độ phập phù của cả đội hình Genji và ngài Rascal bất ngờ biến bảng đấu có sự góp mặt của hạt giống số 2 LCK thành bảng tử thần, để tránh nguy cơ bị đám hề gồm ngựa non Tô Châu, sư tử khùng và ngu mà đi bắn Major loại sớm. Genji đã quyết định tung ngài Bu Đồn vào sân như một quân bài tẩy. Nhưng thay vì múa may như rồng như phượng giống tại LCK, ngài Bu Đồn lại theo đuổi phong cách chơi ôm trụ bằng bí kíp oxy đại pháp. Nhờ đó mà Genji đánh như chớp đường trên, buộc những chủ lực của đội phải tung hết công lực ra mà đánh, cuối cùng mới vượt qua vòng bảng đầy chật vật. Sau khi bị ngài Ba Lê hành ra bã, ngài Bu Đồn đã hết nhiệm vụ ở chung kết thế giới và một lần nữa trả suất đánh chính cho ngài Rascal, tuy không được đồng hành tới cùng đội tuyển. Nhưng những đóng góp của ngài cho Genji khi đó thực sự đã vượt quá tầm hiểu biết của các cổ động viên tầm thường. Trở về quê nhà, ngài Bu Đồn đã quyết định rời khỏi Genji trước khi bị kích vì đội tuyển cần slot để xây dựng giải ngân hàng. Điểm đến tiếp theo của ngài là Damwon Kia, nơi ngài sẽ có nhiều cơ hội được thi đấu chính thức hơn bên cạnh những Harry Showmagai và người rừng Kenyan. Được sự tin tưởng rất lớn từ fan 9 đội tuyển khác, ngài Bu Đồn đã không làm những người ủng hộ mình phải thất vọng khi đánh kèo dưới càng ngày càng hay và gánh tập thể DK từ vị trí hạng 1 lên hạng 3. Đó là mùa giải này, DK đã chia tay ngài Ghost cùng ngài Barrow rồi. Chứ nếu hai ngày đó còn ở lại và hợp với ngài Bu Đồn làm tam giác ngài, thì kết quả chắc còn đỉnh cao hơn nữa. Dấu ấn đáng nhớ nhất của ngài Bu Đồn trong mùa giải vừa rồi chắc chắn là những cuộc chạm trán với sư phụ ngài Morgan. Thời điểm này, trình độ ngài Bu Đồn chưa thể sánh vai với bậc đại thánh như ngài Morgan được. Nhưng khi ngài Morgan đã chủ động hạ công lực xuống và nhường người đàn em một tí, mà ngài Bu Đồn có thể hủy diệt ngài Morgan ở đường, thì tiềm năng thực sự của ngài Bu Đồn cũng khá là đáng chú ý. Thế nhưng LCK mùa hè năm nay được dự đoán là giải đấu tương đối khó khăn đối với ngài Bu Đồn khi DK đã tái chiêu mộ Nuguri và nhiều khả năng sẽ lại đăng ký ngài trong vai trò lau dọn băng ghế dự bị. Dù vậy, liệu hiệp hội ngài LCK có chịu để yên cho một thành viên sáng giá như ngài Bu Đồn ngồi dự bị hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Ngài Tạ Đao Rần, cái tên tiếp theo, là một ngài vừa mới gia nhập hiệp hội ngài LCK vào mùa xuân vừa qua thôi, và đó cũng là người được Genji mang về thay thế cho chính ngài Bu Đồn, ngài Đao Rần. Chỉ cần nhìn vào đội hình mới của Genji gồm có 4 người bình thường mà một ngài Đao Rần chấn thủ đứng trên thì cũng đủ thấy được sự thần thánh từ ngài. So với nhiều ngài khác, ngài Đao Rần có thâm niên thi đấu khá lâu. Mùa giải đầu tiên của ngài là vào năm 2019 trong đội hình siêu tân binh Griffin với vị trí dự bị cho thiên hạ đệ nhất ngài khi đó, ngài Sword. Mặc dù thời điểm này ngài Đao Rần có màn trình diễn rất sáng đúng chất một tài năng trẻ, thế nhưng ngài Sword với quyền lực của mình thậm chí đã kích cả huấn luyện viên để tự tay đẩy ngài Đao Rần lên hàng ghế dự bị. Bất bình trước sự đối xử bất công của đàn anh, ngài Đao Rần đã khóc rất nhiều và ngay lập tức rời Griffin sau khi mùa giải kết thúc. Tại đội tuyển mới, ngài Đao Rần tái ngộ với thầy cũ và Chovy để cùng nhau giành vé đến chung kết thế giới. Mùa này là mùa mà ngài Đao Rần chơi rất tốt, nhưng chỉ tiếc rằng số phận đã bắt ngài phải gặp một Damwon quá mạnh đến 2 lần để nằm sấp 2 lần. Chuyển đội một lần nữa, ngài Đao Rần có khoảng 1 năm không mới thành công ở trong màu áo KT roster. Chỉ đến khi được Genji chiêu mộ về giải ngân hàng ở mùa xuân năm nay, ngài Đao Rần mới lại có cơ hội tỏa sáng một lần nữa. Trong suốt giai đoạn vòng bảng, ngài Đao Rần có lẽ đã giấu đi khả năng thực sự của mình để khiến các đối thủ chủ quan, để rồi bị người em Chovy trừng phạt nặng nề. Tiến đến playoff với vị trí hạng 2 vòng bảng, ngài Đao Rần phải chạm trán với Lord Hoya và cả ngài Bu Đồn, một thử thách có vẻ hơi quá tầm với của ngài Đao Rần. Nếu là một trong hai thì ngài Đao Rần có thể dễ dàng hóa giải, nhưng cả hai cùng hợp sức thì quá khó cho thủ lĩnh của Genji. Nhưng một lần nữa, nhờ có sự thu hút quân địch nhiệt tình của ngài Đao Rần mà Chovy mới gánh thành công đội nhà vượt qua DK và tiến thẳng đến trận chung kết. Đứng trước cơ hội lần đầu tiên nâng cao cúp vô địch LCK, ngài Đao Rần bất ngờ cảm thấy không cần chiếc cúp này nữa, vì hào quang danh hiệu chỉ là phù du, nhưng để lại những pha thi đấu đi vào lòng người mới là tất cả. Và thế là ngài Đao Rần đã thăng cấp từ ngài sơ cấp trở thành ngài huyền thoại bằng pha cõng con vợ già Lehens và đu kiểu anh hề vào thẳng ruột già của người xem. Ngài Đậu, người cộng sự thân tín nhất của ngài Đao Rần mùa giải này không phải cuộc sống vàng Chovy, cũng không phải con vợ già Lehens mà là ngài Đậu. Ngài Đậu có thâm niên thi đấu chuyên nghiệp lâu nhất nhưng chỉ vừa mới gia nhập hiệp hội ngài vào mùa giải năm nay. Trong quá khứ, ngài Đậu vẫn còn sở hữu tên Peanut và đánh cực kỳ cháy. Ở mùa giải đầu tiên ra mắt thế giới, Peanut được xem như tân binh có màn trình diễn xuất sắc nhất. Cùng với những người đồng đội huyền thoại, Peanut đã đóng góp công sức không nhỏ vào chiếc vô địch LCK duy nhất trong lịch sử Bầy Hổ. Mặc dù thất thủ trước SKT T1 tại chung kết thế giới trong một trận đấu kinh điển và lỡ mất cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá nhất, nhưng Peanut vẫn được đánh giá như tuyển thủ đi rừng hàng đầu thế giới. Sau khi đội hình Ross Tigers tan rã, Peanut chọn gia nhập chính đối thủ đã đánh bại anh là SKT T1. Một năm thi đấu trong màu áo đỏ vừa mang lại thăng hoa nhưng cũng đem đến cho Peanut những nốt trầm buồn. So với năm 2016 đỉnh cao, Peanut của SKT dường như không phù hợp với triết lý rừng kiểm soát và hỗ trợ Faker vốn đặc trưng tại đội tuyển này. Vì thế từng có thời điểm, Peanut đánh rơi mất phong độ đến mức phải dự bị cho Blank. Cái đáng hơn, tại chung kết thế giới năm đó, đứng trước cơ hội vô địch chung kết thế giới lần đầu tiên, Peanut lại một lần nữa thất bại. Và dưới trướng nhà vô địch LCK Kingzone sau đó nửa năm, Peanut vẫn tiếp tục để vụt mất danh hiệu MSI lần thứ 2 trong sự nghiệp.
Kể từ mùa giải này, phong độ của Pinat đã đi xuống thấy rõ. Anh vẫn là một người đi rừng hay nhưng chủ yếu thiên về hướng kêu gọi và dẫn dắt đồng đội, chứ không còn phô diễn kỹ năng như trước nữa. Sau khi lãnh đạo không nổi tập đoàn mì gói Nongshim, Pinat đã đến gia nhập giải ngân hàng Genji. Mặc dù đã già đi nhiều và tay không thể nhanh như các đàn em, nhưng não của Pinat thì nảy số rất tốt để dắt cả team vào thẳng playoff. Trong trận bán kết đối đầu với đương kim vô địch DK, Genji của Pinat đã xuất sắc biến địch thủ thành cựu vương chỉ sau một cú lận 10.000 tiền ngoạn mục ở ván 5. Dù Jovi là người đã làm hết cho Genji về mặt hình thức, nhưng về mặt cốt lõi chính Pinat mới là nhân tố gánh Genji cực mạnh trong ván đấu quyết định. Nếu không nhờ tuyệt chiêu ngụy trang thành mũi cây biết nói đầu game và sau đó lặng lẽ đăng xuất luôn khỏi ván đấu, Pinat đã chẳng thể khiến cho những chủ lực của DK trở nên chủ quan, để rồi nhẹ nhàng lật kèo lúc đối thủ tưởng rằng thắng chắc. Với phong cách giành chiến thắng không thể nào ngài hơn đó, Pinat xứng đáng được chào đón vào hiệp hội ngày LCK với danh xưng ngài đậu. Ngài Ghost. Và cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay là một trong các thủ lĩnh cấp cao của hiệp hội ngày LCK, ngài Ghost vĩ đại. Về tầm vóc của ngài Ghost thì chắc không cần phải nhắc tới nhiều, vì trong hiệp hội ngài hiện tại chỉ có ngài Ghost và một ngài nữa là từng vô địch thế giới. Trình độ chơi game của ngài Ghost cũng thượng thừa chẳng kém gì ngài Morgan, vậy nên ngài mới được phong làm thủ lĩnh cấp cao trong hiệp hội. Còn nhớ ở mùa giải năm 2020, ngài Ghost dù thường xuyên đánh cánh yếu nhưng vẫn nhẹ nhàng tiễn những xạ thủ máu mặt như pháp sư thời gian Def, ngài Phước và thầy huấn về nước để vô địch thế giới. Năm ngoái, ngài Ghost vẫn đánh cánh yếu và chứng minh cho bộ đôi Muba Yuzi và Keria thấy ai mới là bố của họ. Sang mùa giải năm nay, ngài Ghost quyết tâm rời DK để chứng minh rằng ngài không hề ăn bám hai thằng em Showmaker và Canyon. Biệt đỗ mà ngài chọn là Nongshim Red Force, nơi ngài Ghost được chọn làm đội trưởng cho biệt đội báo thù. Sau đó dù đã rất cố gắng nhưng ngài Ghost vẫn không thể lãnh đạo đội Avengers này vượt qua khủng hoảng hậu Covid và đi đến chức vô địch. Nhưng kể cả có thất bại trên sân đấu, thì đối với hiệp hội ngày LCK và hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới, ngài Ghost vẫn sẽ được tôn trọng như một trong những ngài toàn năng nhất thế giới.